Falling on your feet, do you finally see what you're missing? Good morning mọi người, hôm nay là day 2 ở Phú Quốc. Thì hôm nay mẹ Vi là chuẩn bị ăn sáng. Thì mấy bạn biết không, hôm qua là cái máy của Vi nó bị hết pin, nên là Vi không có quay được một cái gì khác hết á. Nên là bây giờ Vi sẽ quay cho mấy bạn xem, tại vì cái máy này đã fully charged rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ăn sáng thôi. Thì mọi người có thể thấy là ở đây rất là rộng luôn. Là bây giờ Vi với mẹ Vi đang đi ăn vô. Outfit of the day là một cái áo crop top của The French Studio và cái shorts. Nó không có cho Vi mặc cái áo crop top, tại nó nghĩ là đồ bơi nên là Vi mới khoác cái này vô. Hiện tại là Vi đang xếp hàng để đi lấy phở, hiện tại là cái hàng cực kỳ dài luôn. Ví dụ sau này mà mấy bạn có đi du lịch đó, mấy bạn đừng có đi Vin Oasis nha, Vi không có khuyên mấy bạn đi cái này đâu, cực kỳ đông luôn, nhất là weekend nữa. Ăn cái gì vậy Vi? Ăn xúc xích. Bạn thấy đồ ăn ở đây nhiều nhưng mà không có gì ngon hả? Ngon, nhưng mà các bạn muốn đi Phú Quốc, các bạn đừng có đi qua Vin nha. Bây giờ mình đã ăn sáng xong rồi và bây giờ mình sẽ đi về khách sạn để chuẩn bị đi Vin Safari, đi coi thú vật, động vật. Bây giờ là đi Vin Safari. Hôm nay mọi người có thích cái outfit của Vi không? Outfit của Vi ngày nào cũng giống như ngày nào. Vi thích mặc mấy cái đồ đơn giản, như Vi ít khi mặc mà mấy cái đồ mà rườm rà lắm. Có mấy cái đồ kỳ dễ luôn nè. Lửa gì vậy? Lửa đồ gọi là gì đấy? Souvenir. Làm quà hả? Souvenir. Hello mọi người, hôm nay là kẻ vlog của Devi, cho nên mẹ Vi sẽ giới thiệu đây là Safari. Và bây giờ bắt đầu mình đi coi thú dạo. Nóng quá nên là bây giờ mẹ Vi với Vi sẽ cố gắng dành cái chỗ đẹp để lên xe bus. Bây giờ là mẹ với Vi chuẩn bị đi ăn, tại vì đói bụng á. Bây giờ là khoảng mấy giờ mình đi? Đuối rồi. 12 giờ 15. Và bây giờ là đang đi trên đường ra Safari để đi ăn. Thành phố không ngủ ăn. Mình là đi ăn ở Phú Quốc nhưng mà nó đóng cửa rồi. Giờ đi ăn ở quán Tiến Tây. Thì bây giờ mẹ Vi với Vi là sẽ đi về khách sạn, tại vì mới ăn xong bún. Và bây giờ sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi, rồi sau đó chiều mình sẽ ra thành phố không ngủ, có thể là đi tham quan đó. Và chiều nay là Vi sẽ đi biển và Vi sẽ mang mấy bạn theo tất nhiên rồi.
Hôm nay mẹ Vi mặc một cái fit rất là dễ thương luôn. Bây giờ mẹ Vi với Vi là sẽ đi spa. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we had. Gì mà mặt hẻo vậy? Đang đói bụng hả? Quá đói bụng luôn. Bây giờ đang đợi đồ ăn ra thôi. Lát nữa có đồ ăn ra mình sẽ quay cho mấy bạn xem. Đây là nào nha mọi người. Nhìn hơi bị tươi luôn á. Nào sống. Nghe hấp xả của thằng Bình nó còn gì đó. Phải nghe còn gì. Có cái này nhiêu, gọi là nhiêu luôn nhưng mà không phải là nhiêu đá. Còn cái này là con gì quên, sò mai hả? Vẹn. Thôi không vẹn. Sò mai hấp, sò mai nhúng với ngả hành. Ăn cua, ăn cua. Cái này ăn cua. Cầm cua lên. Mà thường là Vi không thích ăn cua gạch nha. Vi chỉ thích ăn cua thịt thôi. Vi không thích ăn cua gạch. Vi thấy nó sao sao quá. Tại vì cái gạch nó hơi béo. Nên là thích ăn cua. Đây là lẩu cá mập nha mọi người. Đây là lần đầu tiên Vi ăn lẩu cá mập luôn á. Hello mọi người. Đang là buổi sáng và khoảng 6 giờ sáng. Thì mẹ Vi đang ngủ trong phòng. Và Vi thì tận dụng cái ngày này để đi tắm biển sáng sớm với lại xem bình minh một mình. Vi feel lắm, Vi hay feel lắm. Và bây giờ mình đi xe xuống. Đây là vào lúc sáng sớm nha, không có ai hết trơn. Nhưng mà trời, thấy chưa có mặt trời gì hết. Là biển xem rồi có mặt trời chưa. Nhìn cái mặt của Vi thôi thấy ghê nha mọi người. Thì bây giờ là trời nó cũng hơi se se mát chứ nó cũng không nóng. Chắc là do buổi sáng á, nên là nó mới như vậy. Không biết có ai xem với Vi không, nhưng mà ví dụ mà đi biển á, là Vi thích feel mấy cái kiểu mà đi xem bình minh rồi đi coi mặt trời lặn, mấy cái đó. Nếu mà đi biển mà không có đi xem mấy cái đó Vi thấy uổng lắm. Nên là mẹ Vi thì còn ngủ á, nhưng mà Vi xuống Vi phải coi mới được. Sẵn Vi cho mấy bạn xem mấy cái villa ở đây nha. Đây Vi zoom gần cho mấy bạn nè. Cực kỳ ok luôn. Nếu mà Vi sau này chắc Vi ở, Vi cũng muốn thuê một cái villa này ở. Thì cái villa này nó ngay sát biển luôn. Tới biển rồi nha mọi người. Biển đang cực kỳ gọi là ấm luôn á. Buổi sáng gió nó se lạnh nhưng mà cái biển nó lại ấm. Thì Vi nghĩ do nếu mà buổi sáng như vậy thì chắc là buổi trưa nó sẽ nắng hơn nữa. Và cái trời nó còn sẽ ấm hơn nữa. À không phải cái trời, cái nước á. Cái nước nó sẽ ấm hơn nữa. Tại bây giờ Vi đứng này nó đã ấm rồi. Thì Vi sẽ đi tắm một xíu, Vi sẽ tắm biển một xíu. Nhưng mà Vi không có nhúng hết người, Vi chỉ nhúng như đây thôi. Tại nhúng hết người thì nó sẽ ướt hết cái người của Vi. Hay là nên nhúng không ta? Sợ là nó ướt xong rồi lát nữa Vi đi ăn sáng nó sẽ khó chịu thôi. Thì đi ăn sáng xong Vi sẽ đi cà phê Chuồn Chuồn. Là một cái cà phê ở Phú Quốc. Nghe nói cái cà phê này nổi tiếng. Thì cái anh mà dắt mẹ Vi đi coi nhà, đi coi dự án á, thì ảnh giới thiệu đi qua cái quán đó. Thì lát nữa Vi với mẹ Vi với anh nó sẽ đi cà phê Chuồn Chuồn để ăn sáng uống cà phê. Nhưng mà Vi sẽ ăn sáng ở buffet khách sạn trước. Nhưng mà mẹ Vi thì lại không có thích ăn ở khách sạn. Tại vì mẹ Vi nói nó dở, nhưng mà công nhận thật sự là nó dở. Nhưng mà Vi á, là Vi phải có một cái gì đó Vi lót ở trong bụng của Vi á, thì Vi mới chịu được. Chứ không là xém té. Chứ không là không có chịu nổi. Nói với mấy bạn một điều này nữa là trên YouTube sẽ là cái nơi duy nhất mà các bạn sẽ thấy cái mặt mộc của Vi. Và gọi là cái con người thật của Vi nhất. Là cái người mà hay nói tầm bậy tầm bạ, xong rồi không make up, xong rồi ở dơ. Nhưng mà trên make up Vi muốn làm kiểu nó thật á. Nên là hy vọng mấy bạn sẽ thích. Mấy bạn có thấy cái lông mi của Vi không? Oh my god, nó bị đứt ra từng cái một luôn. Về Sài Gòn là đi làm mi liền. Mọi người có thấy mặt trời không? Mặt trời đang từ từ lên đó.
Và nước cũng trong lắm nha mọi người, chứ không phải là nước nó không phải không trong đâu, nó cực kỳ trong luôn á. Và cái feeling này là một cái feeling mà không thể nào gọi là beat, unbeatable feeling, tiếng Anh nó gọi là vậy. Trước giờ Vi đi du lịch, Vi không có bao giờ quay cái này đó, nhưng mà bây giờ lần này Vi đi du lịch Vi phải quay cho mấy bạn xem, tại mấy bạn hỏi nhiều quá. Và lần này cũng là chính là cái lần mà Vi cuối cùng cũng làm vlog cho mấy bạn xem. Ok thôi, chắc bây giờ là mình sẽ đi lên ăn sáng, tại Vi cũng bắt đầu đói bụng á. Với lại 8:30 là phải có mặt ở cà phê, rồi sau đó 11:35 là bay, máy bay bắt đầu bay rồi, về lên thôi. Nếu mà xét về cái khách sạn Vin Oasis này á, là Vi thấy nó bự, nó mới nhưng mà nó không có đẹp. Tính ra là ok, nhìn chung thì nó có thể nó có xe ok, nó đẹp, nó mới, nhưng mà nó không có phải là detail, nó không có vô chi tiết. Tức là nếu mà bạn nhìn kỹ thì những cái design của nó đó là làm cho số đông. Do cái khách sạn này đã làm cho số đông rồi, cho những cái gia đình, chứ không phải là cho những cái gọi là những người mà hưởng thụ thật sự. Người ta không có tới đây để người ta nghỉ dưỡng. Thì những cái detail ở cái khách sạn này, giống như cái thiết kế này nọ, thì nó sẽ không có được đẹp lắm, Vi thì thấy như vậy á. Nhưng mà ở đây á, khách sạn này á, mấy bạn nên ở đây nếu mà mấy bạn muốn đi chơi những cái gọi là mấy cái mới bây giờ, là giống như Vin Wonder, rồi Vin Safari, rồi kế bên nó có những cái gọi giống như là thành phố không ngủ này nọ, thì Vi khuyên là nên ở mấy cái chỗ này, tại vì nó sẽ gần hơn. Bây giờ mình đã tới khách nhà hàng rồi nè, thì đây là nhà hàng. Và bây giờ là Vi sẽ vô nhận diện gương mặt và lấy đồ ăn để ăn. Chào. Mở con kem ra cho em đó. Mình đã có chụp ảnh ở phía trước. Có rồi. Cho em một cái phòng của mình nhé. Hình như là cái đồ gương mặt nhận diện ấy, nó không có nhận ra Vi ấy, tại vì Vi lúc đó mang make up, còn bây giờ đang là mọc mọc. Buổi sáng thì không có ai hết nha mọi người. Giờ Vi mới biết là có cái chỗ này ở ngoài nè. Đây là buổi ăn sáng của Vi, quên mất hồi nãy, tự nhiên cắn một miếng, quên quay cho mấy bạn xem luôn. Là cappuccino, với cam. Bây giờ là đang chuẩn bị check in trả phòng. Check out. Check out trả phòng. Và sau đó là Vi, mẹ Vi sẽ đi một cái cà phê, gọi là cà phê chuồn chuồn. Thì Vi nghe nói là cái cà phê chuồn chuồn này là cà phê nổi tiếng nhất ở Phú Quốc luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi thử, mình sẽ check out. Mình sẽ check out và mình sẽ đi thử. Đây là mình đã tới cà phê Chuồn Chuồn. Cà phê nổi tiếng nhất Phú Quốc nha mấy bạn. Đây là cà phê Chuồn Chuồn. Ngồi ở ngoài nắng sao mà bây giờ cái lưng nó đổ hết rồi. Bây giờ là Vi đang khai báo y tế để đi về Sài Gòn. Hôm nay là ngày Vi edit cái video mà mấy bạn đang xem. Và Vi bị một cái vấn đề lớn á, là Vi không biết tại sao mỗi khi mà Vi kết thúc một cái vlog, Vi không bao giờ kết thúc nó. Vi tự nhiên ngưng giữa chừng nghĩa, Vi không có chào hỏi ai, Vi không có kết cái video luôn, lúc nào cũng bị vậy. Thiệt sự luôn. Nhưng mà bây giờ Vi sẽ kết bằng một cái video bây giờ Vi quay, và bây giờ Vi sẽ add nó vô liền luôn. Cảm ơn mọi người đã xem cái vlog ngày hôm nay, và sắp tới Vi cũng sẽ ra rất là nhiều content nữa về du lịch nè, về lifestyle và về beauty nữa, nên là hy vọng là mấy bạn sẽ thích, và mấy bạn nhớ ủng hộ, like và subscribe cho Vi nha.